Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, trường mầm non Sao Mai. Tên bài: Trò chuyện về ngày Tết Nguyên đán. Chủ đề: Tết và mùa xuân. Đối tượng: 5 đến 6 tuổi. Người thực hiện: Nhóm giáo viên trường mầm non Sao Mai. Năm học 2020-2021. Cô xin chào tất cả các con. Các con ơi, mùa xuân đã đến bên chúng ta rồi đấy. Mùa xuân đến, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc thắm. Mùa xuân còn có một ngày thật là đặc biệt, đó chính là ngày Tết Nguyên đán đấy. Vậy chúng mình đã biết gì về ngày Tết Nguyên đán chưa? Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau trò chuyện, tìm hiểu về ngày Tết Nguyên đán nhé. Để biết cảm nhận của mọi người như thế nào khi Tết sắp về thì chúng mình hãy cùng nhau hát bài hát Sắp đến Tết rồi nhé. Bài hát nói về điều gì nhỉ? Các con biết gì về ngày Tết Nguyên đán? Vào ngày Tết, mọi người thường đi chợ hoa, mua đào, mua mai. Các bạn nhỏ thì được mẹ mua quần áo mới. Ngày Tết đến, ai ai cũng háo hức chờ đón đấy. Các con có biết Tết Nguyên đán thường vào mùa nào trong năm không? Tết Nguyên đán thường vào mùa xuân đấy. Tết Nguyên đán hay còn gọi là Tết cổ truyền hoặc Tết âm lịch là ngày Tết lớn trong năm, được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch của năm mới. Tết đến xuân về là dịp mọi người được sum họp quây quần bên nhau. Vì vậy, dù làm những công việc gì hay ở bất cứ nơi đâu thì ai ai cũng muốn trở về đoàn tụ bên gia đình của mình. Các con biết gì về ngày Tết Nguyên đán? Tết thường có hoa đào, hoa mai đua nhau nở. Mọi người cùng nhau đi chợ xuân sắm Tết, bày mâm ngũ quả và chuẩn bị các món ăn ngon. Các con có biết không, mùa xuân miền Bắc thắm sắc đào hồng, còn miền Nam rực rỡ muôn cánh mai vàng. Hoa đào, hoa mai là biểu tượng cho sự may mắn, thịnh vượng, mang điều tốt lành cho muôn nhà. Vì vậy, hoa đào, hoa mai không thể thiếu trong những ngày Tết. Ngày Tết cũng là dịp để mọi người trổ tài những món ăn ngon, dâng lên ông bà tổ tiên để tỏ lòng biết ơn và nhớ về cội nguồn. Món ăn đặc trưng trong ngày Tết của người Việt Nam rất đa dạng và phong phú. Ngoài những món ăn mặn thì ngày Tết còn rất nhiều những món ăn ngọt như mứt, bánh, kẹo. Các bé nhớ ăn uống hợp lý để giữ gìn sức khỏe nhé. Gia đình các con chuẩn bị những gì để đón Tết? Để đón Tết sum vầy đầm ấm, mọi người thường dọn dẹp trang trí nhà cửa với mọi điều tốt lành đến với gia đình mình. Các con có thể tham gia dọn dẹp cùng bố mẹ những công việc vừa sức để không khí Tết thêm vui và đầm ấm nhé. Ngoài ra, trong ngày Tết không thể thiếu mâm ngũ quả được bày trên bàn thờ để dâng lên ông bà tổ tiên. Loại bánh nào đặc trưng cho ngày Tết? Phương án A, bánh chưng. Phương án B, bánh rán. Phương án C, bánh xèo. Các con đã bao giờ được xem ông bà hay bố mẹ gói bánh chưng chưa? Theo các con, để gói được bánh chưng cần có những nguyên liệu gì? Bánh chưng được làm bằng
gạo nếp, bên trong nhân bánh là đậu xanh và thịt lợn. Bánh chưng được gói từ lá dong và được buộc bằng nạt. Bánh chưng là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người dân Việt Nam, được làm từ những bàn tay khéo léo. Trong đêm giao thừa, các con còn được xem bắn pháo hoa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và xua đi điều dữ, mang đến những điều tốt lành cho mọi nhà. Ngày Tết cũng là dịp thăm hỏi chúc Tết lẫn nhau. Trước hết là chúc Tết người thân trong gia đình. Các con sẽ được bố mẹ đưa đi chúc Tết nhà ông bà, họ hàng. Mọi người chúc nhau năm mới luôn mạnh khỏe, may mắn, bình an. Người già sống lâu trăm tuổi. Các bé thì hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn và nghe lời. Khi chúc Tết, chúng mình sẽ được nhận lì xì. Các con nhớ nhận bằng hai tay và nói lời cảm ơn nhé. Tết Nguyên Đán có rất nhiều lễ hội. Đầu năm, người dân nô nức đi lễ chùa để cầu phúc, bình an cho gia đình. Ở nhiều nơi, còn tổ chức các hoạt động văn hóa, các trò chơi dân gian như múa lân, cờ người, múa còn, đánh đu, v.v. Các bé nhớ khi tham gia hoạt động vui chơi phải đi theo người lớn và biết vâng lời bố mẹ nhé. Các con thân mến, vừa rồi cô và các con đã tìm hiểu về ngày Tết Nguyên Đán. Bây giờ cô mời các con đến với trò chơi ô số bí ẩn. Các con hãy chọn ô số mình thích và bằng sự hiểu biết của các con hãy trả lời các câu hỏi nhé. Để ở nhà chúng mình không bị nhàm chán, cô có một trò chơi rất hay. Các con hãy rủ anh chị mình cùng chơi nhé. Trò chơi có tên Dán Hoa Ngày Tết. Chuẩn bị những đồ dùng để phục vụ cho trò chơi như sau: cành cây, hoa đào, hoa mai, hai sợi dây, nhạc. Để chơi được trò chơi này, các con hãy nhờ bố mẹ, anh chị tìm cho mình một cành cây và cắt sẵn những bông hoa đào, hoa mai, một sợi dây dài. Chúng mình hãy đặt sợi dây xuống đất rồi đi trên dây, đi qua đoạn dây để dán hoa đào hoa mai lên cành cây nhé. Thời gian là bản nhạc sắp đến Tết rồi. Ai dán được nhiều hoa, người đó là người chiến thắng. Các con yêu quý, vừa rồi cô và các con đã cùng nhau trò chuyện tìm hiểu về các hoạt động của Tết Nguyên Đán hay là Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Sắp đến Tết rồi, các con hãy giúp bố mẹ cùng dọn dẹp, trang trí nhà cửa, những công việc vừa sức với chúng mình nhé. Chúc các con có một năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, hay ăn chóng lớn và nghe lời ông bà bố mẹ nhé. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con vào giờ học tiếp theo.